Bật mí những bí mật không phải ai cũng biết về đám cưới của MC giàu nhất Việt Nam Quyền Linh. Cách đây 13 năm, đám cưới của Quyền Linh là một trong những sự kiện đáng nhớ của showbiz Việt. Phía sau đám cưới đình đám này có nhiều câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Quyền Linh vẫn giữ được sức nóng tên tuổi dù anh hạn chế đóng phim và chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình sự kiện yêu thích. Ngoài danh tiếng, Quyền Linh còn được mệnh danh là MC giàu nhất Việt Nam khi sở hữu biệt thự chục tỷ cùng nhiều khối tài sản giá trị. Đặc biệt, mái ấm hạnh phúc của anh và bà xã già Thảo là niềm khao khát của rất nhiều cặp đôi trong làng giải trí. Tổ chức vào ngày đặc biệt làm thêm 10 bàn tiệc vẫn thiếu chỗ ngồi. Quyền Linh từng có mối tình kéo dài 10 năm với hậu diễn viên Trịnh Kim Chi. Từ khi Đường Ai Nấy Đi, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 chọn cách kín tiếng chuyện tình cảm. Đến ngày tổ chức đám cưới với già Thảo, rất đông khán giả tò mò về danh tính của người phụ nữ Quyền Linh chọn để làm vợ. Tiệc báo hỷ của Quyền Linh diễn ra vào ngày 11 tháng 9, 2005. Anh giải thích lựa chọn ngày đánh dấu vụ khủng bố tồi tệ của nước Mỹ bởi muốn nhắc nhở bản thân và vợ, ở đời vui được cứ vui, cái gì buồn quên được cứ cho qua, đơn giản thế thôi. Do mối quan hệ rộng của hai bên gia đình, tiệc cưới làm 50 bàn tiệc để tiếp đón bạn bè, đối tác và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí, Trương Ngọc Ánh, Phước Sang, Anh Thư, Hiền Mai. Nhưng số lượng khách mời phát sinh là trẻ nhỏ người đi cùng nhiều, Quyền Linh và Thảo quyết định làm thêm 10 bàn tiệc dự bị. Đúng đến ngày trọng đại, đám đông hiếu kỳ đã kéo đến để vừa chúc phúc cho cô dâu chú rể, vừa xem các nghệ sĩ biểu diễn. Vì số lượng bàn khách chỉ ở mức độ nhất định trong khi khách phát sinh quá đông, một số khán giả đã thoải mái ngồi xem văn nghệ ở ngay hành lang tiệc cưới, thậm chí còn mua cả bánh mì, đồ ăn vặt đem theo vào buổi tiệc để vừa dùng vừa thưởng thức lễ thành hôn hoành tráng. Phước Sang và Kim Thư giúp đám cưới thêm sôi động. Ngoài những nghi thức truyền thống, tiệc cưới của Quyền Linh còn có sự góp vui văn nghệ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Với mối quan hệ thân thiết lâu năm, danh hài Phước Sang đã lên sân khấu để giúp đồng nghiệp khuấy động không khí. Ít ai biết rằng Phước Sang ngày hôm đó còn có cả diễn viên Kim Thư, vợ cũ của nam nghệ sĩ cùng tuổi với Quyền Linh. Nếu chồng đảm nhận vai trò làm cầu nối cô dâu chú rể với các khách mời, thì Kim Thư thoải mái kết hợp cùng Anh Thư, Hiền Mai trong một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Sau này dù không tổ chức đám cưới, nhưng Phước Sang, Kim Thư vẫn nên duyên vợ chồng và có con chung. Chỉ khi xảy ra những bất đồng trong cuộc sống, họ mới chọn đường ai nấy đi. Vì muốn giữ sự bình yên sau ly hôn, hiện Kim Thư, Phước Sang hạn chế xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí, nhưng vẫn dành sự quý mến cho vợ chồng Quyền Linh. Sau 13 năm chung sống, hai vợ chồng Quyền Linh và Thảo vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Họ có với nhau hai cô con gái vô cùng dễ thương, có biệt danh là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cuộc sống của gia đình MC giàu nhất Việt Nam luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.